Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình là Văn Đét. Vậy là chúng ta đã chính thức bước qua nửa sau của phiên bản 4.5 với sự trở lại của hai nhân vật mà rất nhiều anh em trông đợi. Một trong số đó cũng là nhân vật chính của video hôm nay, đó là anh Long Neuvillette. Bây giờ anh em hãy cùng mình tìm hiểu về anh Long, xem anh ta có gì thú vị và hay ho nha. Rồi ok vô. Đầu tiên là bộ kỹ năng của Neuvillette. Tấn công thường thực hiện tối đa 3 lần đánh liên tiếp, gây sát thương nguyên tố thủy. Đánh thường thì không có gì đặc biệt, nhưng trọng kích của anh Long lại là một câu chuyện khác. Khi anh em nhấn giữ nút tấn công thì anh Long sẽ tụ lực, dần dần tạo thành biểu tượng xét xử. Trong khi tụ lực, anh Long vẫn có thể di chuyển và thay đổi phương hướng, đồng thời hấp thụ nguồn nước trong một phạm vi nhất định. Nguồn nước trong là cái cục màu xanh ở dưới đất này nè anh em, được tạo ra mỗi khi anh em dùng kỹ năng của anh Long, và khi hấp thụ chúng, anh Long sẽ được hồi HP, đồng thời tăng tốc độ hình thành biểu tượng xét xử. Anh Long có thể hấp thụ một lúc tối đa là 3 nguồn nước trong, đồng thời giảm thời gian tụ lực từ 4 giây xuống còn 1 giây. Và nếu như trong thời gian tụ lực, anh em bỏ tay ra khỏi nút tấn công khi biểu tượng chưa hoàn chỉnh, thì Neuvillette sẽ tiêu hao thể lực và thi triển đòn trọng kích thông thường. Còn khi biểu tượng xét xử hoàn chỉnh, Neuvillette sẽ tung đòn trọng kích đặc biệt, phán quyết công bằng, tung chưởng thẳng về phía trước, liên tục gây sát thương phạm vi nguyên tố thủy cho kẻ địch. Đòn này không tiêu hao thể lực, duy trì trong vòng 3 giây. Và nếu HP của anh Long cao hơn 50% thì đòn trọng kích này sẽ liên tục tiêu hao HP. Nhưng đây sẽ không phải là vấn đề gì quá nghiêm trọng, vì khi anh em hấp thụ một lần đủ 3 nguồn nước trong thì lượng HP hồi phục lại ở lần trọng kích sau sẽ bù lại được lượng HP mất đi ở lần trước nha. Và đòn trọng kích đặc biệt này sẽ là nguồn gây sát thương chính của anh Long, nên tấn công thường sẽ là kỹ năng quan trọng nhất mà anh em cần ưu tiên nâng cấp tối đa. Thiên phú thứ nhất, di sản hậu duệ biển xưa, sẽ bổ trợ rất tốt cho đòn trọng kích đặc biệt. Nhân vật trong đội khi kích hoạt bất kỳ phản ứng nào liên quan tới nguyên tố thủy lên kẻ địch sẽ khiến Neuvillette nhận hiệu quả vinh dự của rồng, tối đa cộng dồn 3 tầng. Mỗi tầng sẽ gia tăng sát thương của đòn trọng kích đặc biệt từ 110, 125 và tầng 3 là 160%. Đối với anh Long của mình không thì chúng ta có đội hình 4 nguyên tố, tiêu biểu nhất là đi cùng với Kazuha, Pixel và Zhongli đó anh em. Nhưng thực chất anh Long ở cùng mình không cũng không chỉ có một đội hình này đâu anh em. Anh em muốn dùng đội hình 2 thủy ở cùng mình không thì cũng qua La Hoàng thôi, không có gì khó hết. Chỉ cần chú ý, 3 mốc phản ứng với nguyên tố thủy ở đây sẽ cần 3 loại phản ứng khác nhau, và mỗi tầng sẽ có thời gian tồn tại độc lập với nhau, và hệ số tăng sát thương ở đây sẽ là hệ số nhân trực tiếp chứ không phải là đam bonus nha anh em. Thiên phú thứ hai, khuôn phép thẩm phán tối cao, cũng là một thiên phú tăng sát thương cho anh Long. Tính từ mốc 30% HP tối đa, cứ mỗi 1% HP vượt lên mốc này sẽ tăng 0,6% buff sát thương nguyên tố thủy cho anh Long, tối đa tăng 30% bằng cách này. Tức là để nhận tối đa lượng buff sát thương nguyên tố thì anh em cần tổng cộng là 80% HP tối đa. Nhưng anh Long trọng kích đặc biệt sẽ liên tục tiêu hao HP rồi mới hấp thu nguồn nước trong ở giai đoạn đầu mỗi lần trọng kích, có nghĩa là anh em càng dưỡng thì lượng buff sát thương nguyên tố càng giảm. Tuy nhiên thì đây vẫn là một thiên phú khá ổn của anh Long, đặc biệt là những anh em dùng đội hình có một nhân vật trị liệu đi cùng. Tiếp theo là kỹ năng nguyên tố hoàn trả nước mắt, gây sát thương phạm vi nguyên tố thủy cho kẻ địch phía trước. Sát thương được dựa theo giới hạn HP của anh Long, khi chúng địch sẽ sản sinh ra 3 nguồn nước trong và tạo được 4 hạt năng lượng nguyên tố. Một kỹ năng đơn giản giúp tạo ra thêm nguồn nước trong và nạp năng lượng. Cuối cùng là kỹ năng nộ, về với thủy triều. Về hiệu quả thì cũng tương tự như kỹ năng nguyên tố, nhưng khác là nó tạo ra được 6 nguồn nước trong. Đây là điều rất cần thiết để làm tiền đề cho anh Long gây sát thương, cho nên cũng cần phải chú ý duy trì nộ đều đặn trong mỗi rotation. Về cách combo thì anh Long có rất nhiều biến thể combo khác nhau, linh hoạt thay đổi tùy theo đội hình có khuếch tán hay là không, hoặc là phải thay đổi độ dài của rotation sao cho phù hợp với thế trận mà anh em đang chiến đấu, vân vân. Và sau đây mình sẽ chia sẻ cho anh em một số kiểu combo mà mình thường dùng. Anh em nào có cách combo khác thì nhớ comment chia sẻ xuống phía dưới để các anh em nào chưa biết thì có thể tham khảo nha. Với đội hình có một nhân vật hệ nham tạo khiên, ví dụ như Zhongli, thì đầu tiên mình sẽ dùng Neuvillette đánh thường một cái để tạo ấn thủy, sau đó dùng E của Zhongli để tạo phản ứng kết tinh, rồi trở lại với Q của Neuvillette, sau đó là các nhân vật khác trong đội. Anh em chú ý là nên khuếch tán thêm một lần nữa trước khi tung anh Long ra sân để chúng ta có thể reset lại thời gian giảm kháng của bộ 4 bóng hình màu xanh, cụ thể là 10 giây đó anh em. Lúc này anh em có thể thoải mái dùng 2 lần trọng kích liên tục mà không lo mất hiệu quả giảm kháng nha. Sau khi trọng kích xong thì anh em sẽ dùng E rồi đổi các nhân vật khác ra sân, tái kích hoạt lại các phản ứng liên quan tới nguyên tố thủy. Đặc biệt là anh em nhớ khuếch tán lần cuối trước khi đổi anh Long ra, giống như vừa nãy á nha. Rồi kết thúc chuỗi combo bằng trọng kích, E lần nữa rồi trọng kích lần nữa. Đây là combo phù hợp khi anh em gặp những kẻ địch quá châu bò, vì thời gian trong một rotation này khá là dài. Và combo cho đội 2 thủy thì nó lại dễ hơn khá là nhiều. Anh em có thể dùng E của anh Long trước, rồi tiếp theo là EQ của Furina, và sau đó là các nhân vật khác ở trong đội hình của anh em. rồi lại đổi anh Long ra trọng kích rồi quy. Lúc này thì anh em có thể đổi nhân vật hệ phong ra để giảm kháng lại, rồi cho anh Long ra dùng 2 lần trọng kích nữa là xong. Còn đối với các anh em không có nhân vật hệ phong trong đội hình, ví dụ như đội hình nở rộ, thì ở đạn anh em dùng quy của anh Long, anh em có thể dùng E luôn và trọng kích 3 lần liên tục sau đó cũng được luôn nha. Và thứ tự ưu tiên khi nâng cấp kỹ năng mà mình đề xuất cho anh em, ưu tiên hàng đầu sẽ là tấn công thường và ưu tiên nâng cấp lên level 90 để tối ưu lượng HP cho anh Long. Kỹ năng nộ và kỹ năng nguyên tố anh em có thể nâng lên tùy sở thích nha. Về bộ cung mệnh của Neuvillette thì giá trị của chúng rất đáng để anh em đầu tư, đặc biệt ở những tầng đầu tiên cũng đã đủ nâng cấp anh Long lên khá nhiều rồi. Và bây giờ anh em hãy cùng mình điểm sơ qua nha. Cung mệnh 1, khi Neuvillette ra trận sẽ nhận luôn 1 tầng vinh dự của rồng từ thiên phú thứ nhất. Ngoài ra, khi thi triển trọng kích đặc biệt cũng sẽ tăng kháng gián đoạn của Neuvillette. Đây là tầng cung mệnh khá tốt vì nó giúp anh em dễ xếp đội hình hơn và tối ưu sức mạnh của anh Long hơn trong các đội hình hai thủy, và đồng thời anh em không cần phải lo về bị cần kiêng để kháng gián đoạn như ở cung mệnh không nữa nha. Cung mệnh 2, mỗi tầng vinh dự của rồng giờ đây sẽ tăng thêm 14% sát thương bạo kích cho đòn trọng kích đặc biệt, tối đa là 42% cho 3 tầng. Khi sở hữu cung mệnh này mà anh em còn có chấn nữa thì có thể tập trung dòng chính của thánh di vật sang toàn bộ là phần trăm HP nha. Cung mệnh 4, khi Neuvillette trong trận và nhận trị liệu sẽ sản sinh một nguồn nước trong, mỗi 4 giây kích hoạt 1 lần. Một cung mệnh đơn giản, nó sẽ hiệu quả nhất khi anh em có cung mệnh 6. Khi thi triển trọng kích đặc biệt, Neuvillette có thể hấp thụ nguồn nước trong phạm vi gần đó. Mỗi 1 nguồn nước sẽ khiến đòn trọng kích đặc biệt kéo dài ra thêm 1 giây. Tuy việc kéo dài đòn đánh có thể khiến các loại bắp có hiệu quả ngắn như khuếch tán sẽ mất đi giá trị, nhưng mà khi đã đạt được tới cung mệnh này thì anh Long dư sức cho một mình rồi anh em, nên mất bắp thì cũng không quan trọng lắm. Về vũ khí thì anh Long khá là thân thiện đó anh em. Ngoài các vũ khí giới hạn thì kể cả vũ khí miễn phí cũng rất là tốt khi anh Long sử dụng. Đầu tiên, tốt nhất chắc chắn là vũ khí chấn, nghi thức dòng chảy vĩnh hằng. Nó có toàn bộ những thứ mà anh Long cần như là sát thương bạo cao, tăng HP, tăng sát thương trọng kích và cả hiệu quả nạp. Sau chấn sẽ là vũ khí 4 sao, ngọc bích hiến tế. Nội tại vũ khí cho thêm một lượng lớn HP và tinh thông nguyên tố. Nếu anh em cho nêu rồi sơn hơn 5 giây và hiệu quả sẽ mất đi khi ra trận được 10 giây. Khá là phù hợp trong các rotation thông thường, anh em có thể sở hữu vũ khí này thông qua nhật ký hành trình. Tiếp theo anh em cũng có thể sử dụng các món vũ khí 5 sao khác, ví dụ như ngọc bích huy hoàng, dòng phụ tăng tới 49,6% HP. Và các vũ khí tăng chỉ số bạo kích như là quảng đốc vàng rồng, điện tích tây phong, chu nhật lang thang, anh em đều có thể sử dụng nếu như có sẵn trong túi, nhưng độ khuyến khích của mình là không cao. Thay vào đó, anh em có thể sử dụng món vũ khí rèn mẫu kim phách, vừa tăng nhiều chỉ số HP, vừa hồi năng lượng cho Neuvillette. Ngoài ra còn hồi phục một lượng HP nhỏ cho cả đội. Một vũ khí miễn phí nhưng vẫn tốt như thế này thì mức độ đề xuất của mình nhìn cho nó sẽ sâu chấn và ngọc bích hiến tế nha anh em. Về thánh di vật phù hợp thì tốt nhất sẽ là bộ 4 thợ săn me Chelsea với bộ 2 tăng sát thương trọng kích và bộ 4 đem lại tới 36% tỷ lệ bạo, mà anh Long không hề gặp khó khăn gì trong việc kích hoạt bộ 4, giúp anh em farm thánh di vật đỡ được rất nhiều khi mà chúng ta không cần phải kiếm quá nhiều chỉ số tỷ lệ bạo. Đương nhiên anh Long cũng có thể sử dụng bộ 4 trái tim trầm luân, hay đơn giản là các bộ thánh di vật ghép giữa các bộ tăng 15% sát thương nguyên tố thủy và các bộ tăng 20% HP, hoặc là bộ 2 món me Chelsea. Nhưng chắc chắn là hiệu quả không thể bằng bộ 4 tờ xăng me Chelsea, nên mình sẽ đề xuất anh em chỉ cần farm bộ tờ xăng là đủ rồi nha. Và dòng chính danh thánh di vật, đồng hồ sẽ là phần trăm HP, ly sẽ là phần trăm HP hoặc tăng sát thương nguyên tố thủy nếu như đội hình không có quá nhiều nguồn buff đam bonus, ví dụ như anh em không có Furina hay là không có Kazuha luôn chẳng hạn, hoặc anh em dùng các vũ khí có dòng phụ là phần trăm HP và vũ khí tăng nhiều HP như ngọc bích hiến tế. Còn những trường hợp khác mà mình không nhắc đến thì anh em có thể dùng ly phần trăm HP, nhưng phần lớn vẫn là ưu tiên món nào có dòng phụ tốt hơn nha anh em. Nón sẽ là tỷ lệ bạo kích hoặc sát thương bạo kích tùy vào chỉ số anh em đang thiếu, hoặc nón phần trăm HP nếu như anh em dùng chấn mà dòng phụ từ các thánh di vật khác cũng cho anh em quá nhiều sát thương bạo kích. Ví dụ như sát thương bạo kích anh em có sẵn 270 đi mà HP có 30-31k là không cân bằng nha anh em. Thì trường hợp này nón HP sẽ cho giá trị tốt hơn. Và khi anh em có thêm cùng mệnh 2 thì cả 3 món thánh di vật đều là phần trăm HP sẽ rất là tốt. Chung quy lại thì chênh lệch giữa dòng chính này kia với nhau là không thực sự quá lớn, chủ yếu là dòng phụ cái nào ngon hơn hay là chỉ số nào đang thiếu hụt hơn, và quan trọng là cân bằng các chỉ số với nhau chứ không nên dùng hết vào một chỉ số này cao còn chỉ số kia thấp quá thì không tốt nha anh em. Về chỉ số quan trọng, việc duy trì nộ ở mỗi rotation sẽ đem lại lợi thế lớn trong chiến đấu, cho nên chỉ số hiệu quả nạp là không thể thiếu đối với anh Long. Đối với các anh em dùng vũ khí có hỗ trợ nạp, ví dụ như chấn hoặc mẫu kim phách, thì lượng nạp cần thiết sẽ khác so với các vũ khí không hỗ trợ nạp. Đối với đội hình chỉ có một mình anh Long là hệ thủy thì anh em sẽ cần từ 120 đến 130% là ok. Còn với vũ khí không hỗ trợ nạp thì sẽ cần hơn 140% nha. Và đối với đội hình 2 thủy thì anh em chỉ cần tầm 100 tới 115% là ok. Còn vũ khí khác thì sẽ là 120% trở lên. Tiếp theo là tỷ lệ bạo, tính thêm 36% tới từ bộ 4 thợ săn. Thì ban đầu anh em cố gắng kiếm thêm ít nhất là tầm 40% nữa, là chúng ta đã có 76% tỷ lệ rồi đó anh em. Rồi từ từ bắt đầu điều chỉnh chỉ số này, càng cao hơn nữa thì càng tốt, đừng để chàng quá 100% là được. Còn HP với sát thương bạo thì anh em cứ đơn giản là càng cao càng tốt, nhưng nhớ là cân bằng với nhau. Ví dụ anh em có chừng 270% sát thương bạo thì HP cũng nên đâu đó khoảng tầm 37-38k trở lên. 300% sát thương bạo thì cũng nên có 40k HP trở lên chẳng hạn, tránh để một cái quá cao một cái quá thấp nha anh em. Vẫn như thường lệ thì mình sẽ để bảng các đội hình tiêu biểu có sự góp mặt của Neuvillette ở đây cho anh em tham khảo. Tổng quan lại, Neuvillette là một nhân vật dễ chơi dễ trúng, cơ chế đơn giản, thân thiện với các anh em người chơi mới. Nhưng sức mạnh anh Long đem lại là khá cao, không yêu cầu quá nhiều về mức độ đầu tư. Cho nên nếu anh em chỉ đơn giản là muốn một nhân vật gây sát thương mạnh mẽ ở thời điểm hiện tại thì anh Long sẽ là lựa chọn rất hợp lý. Ok, và video của mình đến đây là kết thúc. Nếu thấy video hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh và bật chuông để nhận thông báo khi mình ra video tiếp theo. Tạm biệt anh em, bye bye. It's time, not holding back, I'm coming and coming fast. I know what I wanna have, the dream is to detach from all that is bad, the things holding me back, the people that didn't last, the evil that kept me mad. This is my life, it's my time to do things just how I like. My runway for the lights, I'ma take flight, and my God is my purpose and my fight. If you feel the same, let me hear you say